Đã bao giờ mà bạn đọc về một cái dự án mà thỏa mãn hết các tiêu chí hidden gem của bạn, tức là bạn đã research, phân tích kỹ lưỡng, chán chê và quyết định xuống tiền, thì phát hiện ra các cái sàn lớn như là Binance, Huobi, FTX thì không hề hỗ trợ đồng coin này. Nên là lấy ví dụ của bản thân ha, thì đó chính là dự án Lido Finance, tức là một cái giải pháp staking ETH 2.0 lớn nhất. Thì bây giờ nó đã được list trên Binance rồi, nhưng mà tại cái thời điểm mà Linh đang research đó thì nó chưa được list trên Binance. Thì mình phải làm cách nào đây? Chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là chúng ta sẽ lên các cái sàn DEX để swap, thì chúng ta sẽ có vô vàn các lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên là cách này cũng có những cái rào cản nhất định, thì nếu mà bạn không có quen sử dụng sàn DEX thì bạn sẽ rất là dễ mất tiền. Cái cách thứ hai đó là bạn sẽ dùng những cái sàn SEX mà đã niêm yết cái đồng coin này rồi. Tuy nhiên là cách này cũng có các rủi ro nhất định, tại vì ngoài kia thì có rất là nhiều các cái sàn mà không hề uy tín, hoặc là cái độ thanh khoản nó khá là yếu, cho nên bạn mua được nhưng mà cái độ trượt giá khá là cao. Vậy thì hôm nay Linda sẽ giới thiệu đến cho mọi người một cái sàn SEX mà có thể giải quyết được những cái vấn đề trên. Đồng thời đây là một cái phương án tốt để mọi người có thể xúc các cái đồng coin tốt trước khi nó list trên các sàn lớn. Tức là những cái đồng coin này vẫn còn tiềm năng tăng trưởng khá là dài hạn ấy. Thì đó chính là sàn gay.io. Thì để biết xem thử là làng gay có gì khác biệt so với các sàn khác, cũng như là các cái tính năng cơ bản của sàn gay.io, thì mọi người hãy theo dõi đến hết video này nha. Let's go. Đầu tiên thì các bạn hãy cùng Linda điểm qua những cái số liệu đáng ăn tiền của sàn gay. Gay.io thì đã niêm yết gần 1.400 đồng coin với hơn 2.600 cặp giao dịch. Thì đây là một con số rất là lớn nếu các bạn so sánh với chỉ hơn 360 đồng coin của Binance và hơn 300 đồng coin của sàn FTX. Bên cạnh cái việc kiểm toán 100% cho các cái tài sản này, thì Gay cũng cam kết rất là nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dùng. Gay.io cũng nằm trong số 10 sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số hàng đầu thế giới được đo lường bằng khối lượng giao dịch thực và luôn được chọn vào bảng xếp hạng uy tín của các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu. Gay cũng đạt vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng đánh giá an ninh trao đổi toàn cầu và vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng toàn diện nền tảng giao dịch toàn cầu. Đặc biệt là Gay.io có một cái nền tảng gọi là IEO Startup với toàn những cái dự án mới xịn sò chất lượng và mang lại lợi nhuận cao. Nói tóm lại thì sàn Gay luôn là một trong top những cái sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới với hơn 9 năm kinh nghiệm và hơn 1.400 đồng coin đang được list trên sàn. Hôm nay Linda sẽ cùng với các anh em đi tìm hiểu kỹ hơn về các tính năng cơ bản của sàn Gay cũng như là cách giao dịch hiệu quả trên sàn Gay. Let's go. Ok, thì trước mặt Linda thì chính là giao diện trang chủ của Gay.io. Thì như các bạn cũng biết là cái giao diện người dùng á là nó là xương sống của một cái sàn tiền điện tử luôn. Tại vì nó có dễ sử dụng hay không, nó có thân thiện với người dùng hay không, thì đó những là cái câu hỏi mà nó phải trả lời để có thể tiếp cận được với người dùng, đúng không? Thì theo Linda thấy á, thì sàn Gay.io thì cái màu sắc nó khá là đẹp, nó khá là hài hòa và nó cũng khá là dễ nhìn á. Tuy nhiên nếu các bạn lướt qua cái mục này thì nó có khá là nhiều thứ, thì nó có thể là hơi hơi phức tạp và khó sử dụng đối với người mới. Đây, nên đang lướt qua sơ sơ vài hạng mục này. Thì thật ra là so với các cái giao diện cũ thì Gay.io đã cải tiến rất là nhiều. Nếu các bạn thấy cái giao diện của sàn Gay.io vài tháng trước hoặc vài năm trước là các bạn sẽ thấy là nó rất là phức tạp, nó rất là rối mắt á. Thì bây giờ là Gay đã cải thiện đi rất là nhiều. Tuy nhiên là nó vẫn chưa có được gọn gàng lắm, tại vì Gay vẫn muốn tích hợp rất là nhiều tính năng trên cùng một cái giao diện, cho nên nó vẫn hơi hơi rối mắt cho một số bạn. Nếu mà bạn nào không có giỏi tiếng Anh đó, thì các bạn có thể bấm vào đây để chọn tiếng Việt, thì như thế thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên cái phần tiếng Việt của Gay.io thì nó làm chưa được có gọn gàng, chưa được triệt để. Các bạn có thể thấy là có một vài cái thì nó vẫn chưa có được dịch sang tiếng Việt nè. Đó. Và ngoài ra thì nhiều khi nó còn bị lỗi font, lỗi chữ các kiểu. Thì tiếng Việt nó chỉ mang tính chất tham khảo, chứ nó chưa có được làm một cách kỹ lưỡng lắm. Cái điều mình thích ở sàn Gay đó là các cái lựa chọn download của nó. Bây giờ các bạn bấm vào đây, đó, More Download Choices. Thì đây, thì nó có lựa chọn download cho bất kỳ cái nền tảng nào, từ Android cho tới iOS. Nên đây là một người dùng iOS nên rất là thích các cái lựa chọn này. Tuy nhiên là nếu các bạn bấm thử vào Google Play á, thì sẽ thấy là cái lượt download là tầm khoảng hơn 1 triệu lượt. Và cái rating thì tầm khoảng 4 sao, tức là cũng tạm được. Và các cái review gần đây thì các bạn rate khá là thấp nha. Tương tự thì ở trên cái App Store cũng vậy. Đây là khoảng 1.001 rating và chỉ có 2.8 sao thôi. Thì hai cái con số này nó cũng khá là thấp đi. Ok, thì quay trở lại giao diện sàn Gay mà mình sẽ cùng đi tìm hiểu các cái tính năng cơ bản ha.
Các cái tính năng hiện ở trên trang chủ của sàn Gay thì bao gồm là buy crypto, tức là mua crypto. Các bạn có thể mua bằng thẻ tín dụng, credit card hoặc là chuyển khoản banh hoặc là P2P. Thì P2P của sàn Gay.io thì nó cũng khá giống với lại Binance, nó chỉ có là độ thanh khoản nó kém một tí. Phần market sẽ có là giá nè, theo dõi thị trường, big data và các cái đồng currency trên toàn cầu. Ở đây Linda khá là thích cái phần big data tại vì nó chỉ ra một cách trực quan và đầy màu sắc về các cái góc nhìn, các cái insight về thị trường để giúp cho các bạn đưa ra các cái quyết định đầu tư. Ok, và đây là phần trade, tức là cái phần các bạn quan tâm nhất, đó là gồm có spot và derivative, đòn bẩy các kiểu. Thì ở đây cái phí của sàn Gay á, thì nó khá là cao, đó là 0.2%, thì nó sẽ cao hơn Binance và KuCoin mà ở đó chỉ có là 0.1% thôi. Nhưng các bạn có thể tích điểm Gay.io Points hoặc là trở thành VIP 1 trở lên để có thể giảm cái phí này ha. Phần earn sẽ có hold and earn, kiểu là staking á, loan là phần vay mượn và mining. Ok, ta sẽ pass 3 phần tiếp theo và sẽ đến với phần news cùng các bài post, livestream, chat room, tin tức, blog, podcast, vân vân. Rất là nhiều cách để các bạn có thể cập nhật tin tức ha. Và more là rất là nhiều các cái bài post về các cái dịch vụ cũng như là giúp đỡ về những cái vấn đề mà các bạn gặp khi mà sử dụng sàn Gay. Thì bạn nào mới dùng thì nên đọc qua tất cả các bài post này. Như mình có nói hồi nãy thì Gay.io thì nổi tiếng với cái IEO Startup. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào đây thử ha. Thì IEO Startup nó giống như là Binance Launchpad á, của sàn Binance nha, thì nó là một cái nền tảng khởi chạy cho các cái dự án tiền điện tử mới. Tức là các cái dự án mới này có thể tự khởi chạy dưới dạng là chào bán ban đầu trên sàn, tức là IEO. Thì cái nền tảng này thì đôi bên cùng có lợi nha mọi người, vì các dự án nó vừa raise được vốn mà người dùng thì có thể đầu tư vào dự án ở cái vòng rất là sớm. Đây, ở đây là cái giao diện của IEO Startup. Thì các bạn có thể thấy là có hai phần là in progress là đang diễn ra và finish, tức là đã hoàn thành xong rồi. Mình sẽ bấm thử vào dự án Acorni AQDC này nha. Thì như các bạn cũng đã thấy thì sẽ có một cái beginner's guide cho những bạn nào chưa biết sử dụng. Thì thực ra cái dự án này nó vẫn chưa thực sự bắt đầu nha, nó vẫn đang ở giai đoạn preheat, tức là vẫn đang chuẩn bị thôi. Còn 22 tiếng đồng hồ nữa thì nó sẽ thực sự bắt đầu và thực sự là các bạn có thể support được. Rồi bạn có thể support 20 đô và bạn sẽ nhận lại được 200 AQDC. Và để mà tham gia các startup sale thì bạn cần phải là VIP 1 trở lên. Ở dưới là các cái thông tin về cái dự án Acorni này, ví dụ như là nó là real time combat simulation game và các cái thông tin về cái việc mở bán trên startup của Gay, ví dụ như với giá là 0.1 và có 1 triệu cái token. Đó, thì đây là một vài cái technical overview hay là token allocation thì các bạn cần phải đọc trước khi đưa ra quyết định đầu tư của mình. Ở đây thì Gay cũng có ghi rất rõ là cái cách thức để bạn có thể tham gia, đó là bạn phải có tài khoản Gay.io và phải đang đăng nhập nè. Và sau khi đăng nhập thì bạn cần phải đã KYC rồi. Thứ ba là bạn cần phải có đủ tiền trong tài khoản. Thì cái này nó sẽ không có cái green check, nó không có cái check màu xanh ở đây, mà bạn chỉ cần tự biết là mình có đủ tiền thôi. Và cái thứ tư là bạn phải ký một cái cam kết trước khi mà bắt đầu. Và cuối cùng là bạn phải đợi cho cái startup này nó mở. Đó, vì nó vẫn đang ở giai đoạn pre-hit nên phải đợi nó mở. Và nó cũng ghi các cái risk warning, tức là các cái cảnh báo về rủi ro. Đó là những cái startup này thì nó đang ở giai đoạn rất là non trẻ, cho nên là nó sẽ có rất là nhiều rủi ro liên quan. Và bạn cần phải có kiến thức về tech cũng như là tài chính để có thể hiểu và đánh giá được cái dự án này cũng như là cái mức độ rủi ro của cái dự án này. Và cái biến động của thị trường thì rất là cao đúng không? Cho nên các cái giá của cái token này có thể bị ảnh hưởng. Ví dụ như là ngay khi bạn mua thì nó có thể giảm chẳng hạn. Và bạn có thể là không thể rút hết được tất cả những cái token mà bạn đã mua tại vì một vài cái vấn đề kỹ thuật của sàn Gay. Đó, thì đây là một vài các cái risk warning mà bạn cần phải biết trước khi xuống đây đầu tư. Thì nói chung là cái IO Startup này là một cái cơ hội tốt để bạn có thể mua được token của dự án với giá rất là thấp và ở ban đầu ha. Tuy nhiên là bạn cần phải có kiến thức để có thể đánh giá được xem thử là mình có nên đầu tư vào dự án này không. Ngoài cái tính năng Startup IO vừa kể trên đó, thì Gay còn vừa cho ra mắt hai cái hộp mới, đó là Copy Trading và NFT. Thì ở cái NFT Auction Platform này á, thì mọi người thấy là nó chỉ chuyên về NFT, nó có các cái bộ sưu tập popular gần đây nè. Và bạn có thể auction, tức là bạn có thể đấu giá các cái bộ sưu tập này. Rất là hay ho. Ngoài ra thì còn một cái tính năng vô cùng mới mẻ, đó là copy trading. Thì cái tính năng này thật ra nó khá là quen thuộc với những sàn mà chuyên về future, ví dụ như là BingX chẳng hạn.
thì chắc chắn là các bạn đã nghe qua cái tính năng này. Thì cho những bạn chưa biết thì đây là một cái tính năng mà các bạn có thể xem xét hoạt động của các nhà giao dịch khác và có thể theo dõi hoặc là sao chép hoặc là copy á, các cái giao dịch của họ. Thì khi mà các bạn kích hoạt cái tính năng sao chép giao dịch á, thì sàn giao dịch sẽ tự động sao chép tất cả các hướng dẫn giao dịch của nhà giao dịch đã chọn vào tài khoản của bạn, hay không? Do đó là bạn có thể tận dụng cái kiến thức chuyên môn của các nhà giao dịch chuyên nghiệp và nâng cấp cái tài khoản của mình. Thì ở đây là sẽ không có phí sao chép chiến lược nha. Tuy nhiên á, là nếu mà bạn có lợi nhuận á, thì 5% lợi nhuận này sẽ được đưa lại cho các nhà giao dịch đã cung cấp cái chiến lược. Tôi đang nghĩ thì các bạn cũng nên biết thêm về đồng coin của sàn Gate.io, đó chính là đồng GT. Gate Token, nó cũng giống là BNB của Binance hay là FTT của FTX. Thì Gate Token là một cái token nội bộ của sàn Gate.io và Gate Chain, là một cái mạng blockchain công cộng. Và GT là một cái token ERC20, tức là một cái token tiêu chuẩn cho mạng Ethereum blockchain. Okay, ở đây là cái cách mà các bạn có thể mua được cái đồng GT này. Thì như Linda có nói hồi nãy á, là nếu các bạn muốn giảm phí, giảm cái phí giao dịch cũng như là muốn tham gia vào IO Startup cũng như là một vài cái tính năng độc đáo khác của sàn thì các bạn nên hold cái đồng GT này. Ok, sau khi mà lượt qua một vài cái tính năng cơ bản của Gate.io thì Linda xin phép đưa ra một vài nhận định, một vài quan điểm cá nhân về ưu điểm cũng như là hạn chế của sàn Gate.io. Thì đầu tiên á, là về mặt ưu điểm á, thì sàn có yêu cầu bảo mật khá là cao, là mọi người phải sử dụng hai mật khẩu, một là mật khẩu tài khoản thông thường và hai là mật khẩu thanh toán, tức là phải nhập mật khẩu thanh toán trước mỗi lệnh giao dịch và lệnh rút tiền, rất là an toàn, rất là bảo mật. Thứ hai là các bạn có thể lựa chọn nhiều hình thức giao dịch trên sàn khác nhau, như nãy giờ Linda đã giới thiệu, đó là spot trading, margin trading hay là IEO hay là copy trading vân vân, rất là nhiều tính năng để các bạn lựa chọn. Thứ ba đó là Gate.io có rất là nhiều chính sách, rất là nhiều cái chương trình hay ho hấp dẫn. Ở trên trang chủ thì các bạn có thể thấy đây, rất là nhiều cái chương trình mới mà các bạn có thể tham gia để nhận được những phần quà hấp dẫn. Và đặc biệt á, là Gate.io có cái chính sách hưởng hoa hồng rất là ưu đãi. Đó là các sàn giao dịch khác á, thì thường á, là người ta chỉ ưu đãi một phía là thưởng cho người mới thôi. Trong khi đó thì sàn Gate.io hưởng cho cả người mời lẫn người được mời. Các anh em mời người mới tham gia sàn sẽ nhận được 30% phí giao dịch trong một năm của người đó, và người được mời cũng được giảm 10% phí giao dịch trong năm đầu tiên. Đây là cái chương trình referral đây, mọi người có thể thấy 30%, 10%, rất là ổn áp ha. Và sàn cũng đã phát triển ứng dụng dành cho điện thoại iOS và Android khá là đầy đủ. Thì Linda rất là thích cái điểm này, tại vì điều này có thể giúp cho mọi người có thể kịp thời giao dịch bất kỳ nơi đâu, bất kỳ khi nào mà không phải lúc nào cũng đem theo laptop. Tuy nhiên á, bên cạnh đó thì sàn cũng có một vài cái hạn chế. Thứ nhất á, là giao diện người dùng thì nó chưa được trực quan cho lắm mà nó hơi phức tạp đối với người mới. Thứ hai là cái xếp hạng ứng dụng dành cho thiết bị di động thì nó thấp hơn tiêu chuẩn ngành một tí. Thứ ba là cái phí giao dịch thì nó chưa có thấp lắm, nó không phải là thấp nhất trên thị trường. Vừa rồi là video review về góc nhìn cũng như là trải nghiệm cá nhân của Linda đối với sàn Gate.io. Hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu thêm về các cái tính năng cơ bản của sàn và có thể tìm được cho mình một hidden gem ở trên Gate.io. Nên nhớ video này chỉ nhằm mục đích thông tin chứ không phải lời khuyên đầu tư, nên các bạn cần phải tự đưa ra quyết định của mình. Nếu các bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc gì hay là bất kỳ trải nghiệm nào đối với sàn Gate.io thì đừng quên comment ở bên dưới cho Linda biết nha. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho Coin 68 TV một like cũng như là một subscribe nha. Và Linda sẽ hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye!